Mình là Nhi Thỏ, mình năm nay 23 tuổi, mình đến từ Khánh Hòa. Mình là Hải Lam, mình 20 tuổi và mình sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Huy, mình 23 tuổi và mình đến từ Thanh Hóa. Hello mọi người, mình là Trang Lê, 25 tuổi, tới từ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Hiếu, mình 25 tuổi, mình ở Đắk Lắk và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mình trên đây có voi không? Yo, làm cho anh em mình là Công Đức, 35 Ninh Bình, chào anh em nhá. Còn em tên là Huy, năm nay em 23 tuổi, em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Ngọc Khẽ Di, 22, Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn. Cao Sơn giúp bạn có trải nghiệm cao hơn. Mình đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và năm nay mình 22 tuổi. Thôi, mình là Phạm Trần Duy Tân, hay được gọi là Tân Một Ký, không có đủ một tấn. Hiển Thị, mình đến từ Hà Nội, vừa tròn 27 tuổi. Hiện tại mình đang ở trong một mối quan hệ rất là phức tạp. Độc thân. Mình không độc thân. Ủa sao cái gì mày cũng đẩy tao trước á? Dạ ok, mình đang ở nha. Bạn nào có nhu cầu thì tới với mình. Thì tao có hệ của mình là trái ngược với cả Trang nha. Mình cũng trái ngược với anh Trang. Còn em cũng không ế lắm. Ủa là anh sao? Là nhiều người yêu ấy. Hiện tại mình đang single. Hiện tại mình đang là bố của ba con. Tất nhiên có con thì phải có vợ rồi, hiện tại mình đã gia đình rồi. Đùa. Mình đang có trong một mối quan hệ tình cảm. Còn mình thì có mối quan hệ rất là sâu sắc và sâu đậm với các thành viên của VV Studio Việt Nam. Mình là một cái người dứt dây dứt dưỡng lúc ẩn lúc hiện. Nói chung là mình đang phụ trách một cái kênh TikTok ở VV Studio tên là Thỏ Giang Giang. Mình là VJ part time của VV Studio và hiện tại thì mình đang làm một cái kênh tên là Lam Bóc. Mình làm tại công ty từ khi VV mới thành lập tại Sài Gòn là khoảng 3 tháng rồi. Còn mình đang làm fanpage nghề nghệ cho VV Studio. Mình vào cũng gần xem với lại chị Nhi là cũng sẽ tầm 3 tháng hơn gì đó. Mình thì vào cùng lúc với là các bạn luôn. Mình đang là người đưa tin của kênh VN Tàu Nhanh, kim hành chính nhân sự. Và chính xác bây giờ mình làm với VV chắc khoảng được 3 tháng 12 ngày chính xác. Mình vị trí là VJ Reviewer và hiện tại chắc là khoảng 2 tháng. Em làm tất cả mọi công việc trong công ty và đây chắc hoạt động của em tính tới thời điểm hiện tại là 1 tiếng rưỡi. Hai. Lâu nhất công ty ạ? Đúng rồi. Hợp tác với VV chắc khoảng gần 2 năm trước. Thì tới thời điểm hiện tại thì VV vô Sài Gòn khoảng 3 tháng thì mình cũng sẽ làm việc chung mặt ở đây. Reviewer, kim lau công, kim rửa chén, kim dàn harem của Vinso. Mình hiện tại đang là VJ Reviewer, kim luôn cameo gần 3 tháng. Còn mình thì công việc chính của mình ở đây thì gồm có fanpage này, có group luôn này, sắp có cả editor, có cả design, bla bla. Nhưng mà công việc chính của mình thì là tới cây ở VV Studio. Mày đùa bố mày à? Và mình hiện tại thì làm được 2 năm rồi. Gần được 2 năm rồi đó. Năm ngoái với năm nay má. Mình thì làm linh ta linh tinh tào lao, làm đủ thứ mọi việc. Nhưng mà làm nhiều nhất là làm biến à? Hiện tại thì mình đang làm editor. Mình làm đây từ tháng 10, tháng 11, 2022. Nhưng mà trước đó mình đã nhiều lần cộng tác với VV Studio để đi những cái sự kiện ở trong Sài Gòn nè. Điều số là ít nói và đôi khi mọi người chưa thấy mình tức giận mọi người. Điểm tốt là cô Toàn có thể gọi là điểm tốt hoặc là không. Còn mình thì điểm tốt của mình là một người tốt. Còn điểm xấu là mình rất là hay sợ. Làm gì cũng sợ hết trơn. Nói nhiều cũng sợ người ta không thích mình nói nhiều. Nên sợ tùm lum la hết trơn. Còn điểm tốt của mình thì mình nghĩ mình là một người dễ thích nghi. Và mình cũng muốn thử nhiều thứ. Còn cái điểm xấu là mình làm nhiều thứ nhưng mà nó không có được gọi là nó chưa có nổi bật. Với lại đôi khi mình cũng lười làm một vài việc. Của tụi mình hay là của công ty? Lại mày nữa. Điểm tốt của mình có thể là mình nhiệt tình quá. Điểm xấu cũng sẽ là nhiệt tình quá. Nhiều khi mình bị ôm nhiều việc quá. Mình ôm nhiều việc của mọi người quá, không share bớt ra. Điểm tốt của tao là bởi vì mình quá là dễ thương đó mọi người. Không phải cắt á. Tức là mình quá dễ thương, nhiệt tình rồi đó. Nên là hay đánh nhau với anh Vinh. Cái điểm xấu của mình thứ nhất là mỏ mình hổn nha. Nhưng mà cái tâm mình thiệt. Nhưng mà cái thứ hai là mình nghĩ nhiều cực kỳ. Mình hay đọc comment tiêu cực xong rồi tự khóc mình á mấy má. Điểm xấu của em là em biết nói và điểm tốt của em là em có sức khỏe tốt. Điểm tốt của mình thì chắc là mình khá là ham học hỏi, ý là mình khá là thích những cái mới ấy. Còn điểm xấu của mình thì mình bị một cái là đóng khuôn một tí, có nghĩa là mình cần thời gian mình mới kiểu tiếp thu và thích nghi được. Mình điểm nào cũng tốt rồi, không có điểm xấu gì hết. Vô lý thiệt sự. Mình nghĩ là một người khá là hòa đồng, thân thiện và giỏi giao tiếp. Còn điểm xấu thì chắc là không có.
Đó chứ điểm xấu của mình thì mình nghĩ là mình hơi nhây. Rồi tới điểm tốt của mình nha bạn, mình thì là một người cũng thích giao tiếp, hoạt năng, hoạt bát, năng động. Nhưng mà điểm xấu của mình là mình báo hơi nhiều và đặc biệt là có thể là mình chưa có biết quản lý thời gian của mình một cách hợp lý. Mình cảm thấy là mình là khá là một người vui vẻ, kết nối mọi người. Những lúc mà mình quạo mình rất là xấu tính và mình chửi bới, mình làm cho những người xung quanh cảm giác như là khó gần. Mình thì là mình hướng tùm lum hết trơn á, lúc hướng nội lúc hướng ngoại không biết được. Mình thì 100% hướng nội. Thế mình là 100% hướng ngoại nhá. Mình có làm một cái bài test và cái chỉ số hướng nội của mình lên tới hơn 70% lận mọi người. Hiểu ít nói rồi. Mình chắc chắn là hướng nội rồi. Mình thì kiểu hướng nội hướng ngoại tùy lúc. Ví dụ với mọi người mình sẽ hướng ngoại, nhưng mà với một mình sẽ hướng nội, kiểu kiểu vậy. Tiếc là nội ngoại em không còn nữa, cho nên em hướng về Tổ quốc. Mình là người hướng ngoại, nói chuyện thôi là mọi người cũng hiểu mình hướng ngoại rồi. Mình là người hướng về cậu. Oh my god. Dạ chứ mình là người hướng ngoại nhưng mà 60% hướng ngoại, 40% hướng nội, part time. Còn mình thì là người hướng nội part time, lâu lâu hướng ngoại. Cả hai đó. Gu của mình là ít nói, nhưng mà khi nào mình không nói thì cũng phải nói để cho quý nó vui. Thứ hai là đẹp trai một xíu, thứ ba là ga lăng, thứ tư là trưởng thành, biết cách ăn mặc một xíu, tinh tế, kiểu thấu hiểu á, những người mà kiểu thấu hiểu người khác thì mình sẽ thích. Dễ thương và có một chút trưởng thành là được rồi. Ở đây là tình trường tao là nhiều nhất luôn á, tao mới quen có đúng một người thôi luôn á. Mấy bạn nam tốt một xíu, không có tốt một xíu mà tốt nhiều xíu, phải tốt, thế thôi, chung thời ý, đẹp trai. Tại vì em là một người có sức khỏe tốt, cho nên cái gu người yêu của em là một người có sức khỏe tốt. Miễn là hợp nhau là được, mình đơn giản. Mình cũng khá là giống Hiếu, là mình không có một tiêu chuẩn nhất định nào cả. Miễn sao cái người mình yêu có khả năng tin tưởng mình là được, và mình cũng đủ tin tưởng người ta là được. Đối với mình sự tin tưởng là cao nhất. Thứ nhất là phải giỏi, thứ hai là phải chân thành. Đã yêu vào rồi thì sẽ gọi là không có một tiêu chuẩn nào cả, không có một tiêu chuẩn nào gọi là gu cả, hợp mắt mình là gu, thế thôi. Một người rất là thấu hiểu mình sẽ là người mà mình rất là yêu quý. Hello, chị chọn đi chứ em. Di Thọ. Di Thọ ống cửa vậy? Ủa, ok. Chắc là Dũng đó, Dũng nó giống một người em trai nhưng mà nó cũng, nếu mà nó lớn tuổi hơn mình hoặc là bằng tuổi mình thì mình sẽ chọn là người yêu. Với tư cách là một người sắp lập gia đình nên tôi từ chối câu hỏi này. Đối với mình nhá, Trang Lê này, Nhi Thỏ này, Khả Di này đều là những người mà mình sẽ không lựa chọn. Mình chọn anh Hiền. Em vô đây lâu quá cho nên em không biết ai là ai cả. Nhưng mà nếu nói về cái chọn một người để hẹn hò chắc em nghĩ là em sẽ chọn anh Vinh, tại vì anh Vinh là sếp. Đã nói khác giới mà mấy đứa này làm sao? Khác giới mà giới tính em có thể linh hoạt được. Trong công ty này thì mình không có cảm giác với bất kỳ ai hết, bởi vì ai cũng là anh chị em của mình, nên câu này pass. Khả Di chắc chắn không phải là người mình chọn rồi mấy bạn. Nếu mà chọn công ty hả? Cái này là được chọn, chọn ví dụ thôi nha. Chỉ là chọn ví dụ thôi, nhớ nha. Ai mà có xem được clip này thì nhớ đây là chọn ví dụ thôi. Tổ nha. Tổ bồ mày đó. Nha. Nếu như được chọn thì mình sẽ chọn Trang, Trang Lê. Chọn một người phải là giàu nhất cái công ty này, chứ là sếp. Một người nhiều tiền thì không có gì ai không thích đúng không? Các giới mà. Ủa sếp giới tiền thứ ba mà. Có cái đồ buổi. Một người thì mình sẽ chọn anh Phát. Big guy, oh just a happy 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 big guy, oh just a look. Tại vì ảnh chinh chung ngày sinh nhật với mình, rất là thích cung Bảo Bình. Chọn hết được không? Nam Nam. iPhone 13. 13. Galaxy S2 Ultra chắc chắn không phải là điện thoại của mình rồi. Đây là máy công ty. Mình đang dùng Xiaomi Mi Mix 2S. Em dùng 13 Pro Max. Chị dùng có tên của em luôn. iPhone 11. Điện thoại thì iPhone X, ốp thì BKB, link thì ở dưới. Còn cao. iPhone 12 Pro Max. Đang cũng sử dụng 13 Pro Max. Còn mình thì không có điều kiện có iPhone 12 ở cặp bếp bên tay rồi. iPhone 13 mini, Oppo Find 5 Pro. Ui thích thì em thấy món nào dễ ăn? Nếu như ví dụ như là thịt khâu vịt này, hoặc là thịt luộc chấm mắm tôm, hoặc là trứng chiên em cũng ăn được. Mình thì mình thích ăn bún chả Hà Nội. Còn mình chắc thích ăn đồ rán hoặc là trà sữa. Thì có tàu nhưng mà phải có tàu miền Bắc nha. Gà chiên nước mắm nha, nhưng mà phải có nước mắm nha. Mình món nào mình ăn được là mình thích, vậy thôi. Còn em muốn có sức khỏe tốt cho nên em sẽ chọn những món ăn healthy.
mình có một cái món rất là đặc biệt, chắc mọi người cũng ít ăn lắm, đó chính là heo chiên. Món heo chiên thật sự. Món cái gì? Bây giờ cái món ngon mà. Mày ba biết. Mình thì ăn cái gì cũng được, nhưng mà trừ những cái mà bình thường mình không ăn. Còn mình thì mình thích ăn, mình là một con người thuần Việt, mình thích ăn bánh mì. Rất thích ăn bánh mì, mình ăn bánh mì 7 ngày một tuần cũng được. Mình rất là thích ăn Lolo Tika, nhưng mà nhà mình thì không cho mình ăn nhiều, tại vì nói là cái đó ăn nhiều thì có hại. Mình nếu mà bị cắm sừng chắc là mình sẽ đi dạo Sài Gòn. Nếu mà mình bị cắm sừng mình sẽ cắm lại gấp 2. Nếu như mà mình phát hiện mình bị cắm sừng thì mình sẽ đi viết nhạc. Nếu mà Loki chọn 64G, ít hình chụp trẹt không game chơi free. Úi giời, câu này thì quá hợp với cả cha mình. Đẹp tính nói. Thiệt luôn á, thì bị cấm ra ngoài người. Mình á, ở ngoài là mình sẽ kêu, mấy tôi sẽ đập chích mẹ đồ luôn á. Không bạn, nhưng mà đến lúc mà bị cấm sừng á, mình rất là nhẹ nhàng, mình chia tay thôi. Bình thường, không làm gì luôn. Nếu như bị cấm sừng, chắc em sẽ đi làm việc. Vẫn là việc tiếp tục thôi. Nếu như mà mình bị cấm sừng thì đúng rồi, chắc chắn việc đầu tiên là sẽ bị phải chia tay thôi, đúng không? Chia tay sau đó thì mình làm những cái mà mình thích. Mình sừng đã, hả? Đang và vẫn sẽ. Đó chính là mình sẽ dành một ngày đó để buồn, và hôm sau mình sẽ bút vé đi du lịch và quên con mẹ nó đi, thường là cái gì? Đúng là có tiền đi du lịch. Đối với mình thì mình làm việc có tiền với du lịch, nên là mình kệ con mẹ đi chia tay thì thôi. Có buồn không? Để bỏ buồn một chút rồi thôi, ai buồn hoài má. Chắc một chút không? Chút thôi. Chia tay ai cũng sẽ buồn, nhưng mà khi mình chia tay mình có một cái cớ hợp lý để chia tay á, thì không có gì để buồn và không có gì để tiếc hết mọi người. Đặc biệt là khi mình bị cấm sừng nữa thì bỏ đi. Được rồi. Nếu một ngày biết bản thân bị cấm sừng thì ok, mình sẽ happy với điều đó thôi, tại vì mình biết rồi mà, mình đã biết cái chuyện mà mình bị cấm sừng rồi mà. Mình á, mình ngưỡng mộ Huy nhất công ty, tại kiểu một cái cuộc sống nó rất là đi. Sống kiểu sao ta, hơi ít nói nhưng mà bạn thấy bạn đó vẫn rất là enjoy với cái sự yên tĩnh của bạn đó đó. Nếu như mà nói về ngưỡng mộ thì người đầu tiên trong đầu sẽ là anh Hiển Thị Review. Cảm ơn em nha. Tại vì mình thích cái cách mà ảnh react với lại diễn trên trước ống kính. Ê quên chứ, chị này cũng tính ngưỡng mộ ổng đó. Anh Hiển, em ngưỡng mộ anh nữa nha. Cảm ơn em luôn. Còn nếu mà chọn một người ngưỡng mộ trong công ty này thì chắc là mình sẽ chọn Cao Sơn. Tại vì là tuy bạn nhỏ tuổi hơn mình một tuổi nhưng mà bạn rất là tự tin, cũng như là biết rất nhiều thứ. Mình thì chắc vào đây đa số mọi người chắc sẽ ngưỡng mộ sếp Vinh nhất. Đúng rồi. Nhưng mà không, bởi vì mình chọn anh Hiển là người mình yêu, vậy nên là mình ngưỡng mộ anh Hiển nhất. Không ngoài dự đoán của các bạn chính là anh Vinh. Anh Vinh cũng là lý do vì sao mình vào vật vờ làm vậy thôi. Thật rồi hả? Vinh Show. Hẹn hò em còn chọn anh Vinh được mà. Tao mệt quá, tao mệt thằng này quá. Ta lại tạo ở thì là sếp đấy, người đẹp trai giàu nhất văn phòng này, người rất là cái sự kết nối với mọi người á, sếp lúc nào cũng có thể connect mọi người với nhau rất là vui vẻ đó. Boost năng lượng của mọi người lên. Lúc mà mình mới vô công ty thì chắc mình là người duy nhất mà ít biết sếp nhất, mình biết sếp chắc tầm 1-2 tuần trước khi vào công ty thôi. Có thể clip này clip cuối cùng Thiên Nhiên xuất hiện trên vật vật studio cũng như là phố ăn chơi rồi đó mọi người. Nhưng mà qua một cái thời gian mà làm việc ở đây thì thật sự mình rất là ngưỡng mộ sếp về tất cả mọi mặt. Nịnh. Nhớ tăng lương nha. Nịnh quá. Thì vào đây thì cũng chỉ là ngưỡng mộ sếp mới vào thôi, nhưng mà khi mình vào một môi trường mình làm việc á, mình được tiếp xúc với nhiều anh chị, nhiều bạn bè thì mình cảm thấy ai mình cũng ngưỡng mộ hết. Nhưng mà người mà cảm xúc cho mình để mình nhắc đầu tiên đó là anh Hiển, Hiển Thị Review, và anh Phát, anh Hiếu, nhiều quá, mày kể hết công ty luôn đi. Nói chứ là anh Hiển thì anh Hiển là người hướng dẫn mình và chỉ bảo mình rất nhiều, nên là mình nhắc tới thì anh Hiển, em rất là nói chung trong công ty thì ai bọn mình cũng ngưỡng mộ hết. Đó chính là bạn Đăng. Tại vì sau khi mà mình biết được Đăng là tác giả của những cái video rất là đỉnh ở trên kênh Vật Vờ, những cái setup, những cái hiệu ứng này kia mình coi rất là cuốn, thì mình biết Đăng là tác giả của những cái này thì mình rất là khâm phục bạn. Tiết lộ luôn là Đăng với mình thì bằng tuổi nhau nhưng mà nhìn mình có phần trẻ trâu hơn rất là nhiều. Đương nhiên là hãy luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng bọn mình. Và nhớ subscribe cho Vật Vờ Studio và khu ăn chơi nhé. Và hãy luôn đóng góp ý kiến của mọi người nha, bởi vì tụi mình sẽ luôn lắng nghe và làm những điều mà mọi người thích.
Nếu mà lời nhắn nhủ gửi đến Forenchơi thì chắc chắn là Forenchơi phải phát triển hơn để mình có thể để cái đường link kênh TikTok của mình ở phía dưới ấy, mọi người nhớ để mình có thể bố fan Forenchơi nhiều hơn. Nếu có một lời nhắn nhủ về Forenchơi thì em xin chúc tất cả các anh chị làm việc trong đó sẽ có thật nhiều sức khỏe để phát triển kênh tốt hơn. Tăng lương, tăng lương, tăng lương, tăng lương, tăng lương. Em đâu có đòi hỏi. Tăng rượu, giảm lương, thêm giờ làm. Mong thời gian sắp tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Phố Ăn Chơi cũng như là Vật Vờ Studio, ủng hộ Cao Sơn 69 đó nha. Ủa nãy giờ mấy anh chị kêu được cái tên kênh trên đầu đúng không? Tên kênh mình cũng ở trên đầu, Cao Sơn 69. Thì mình không có gì ngoài lời cảm ơn Phố Ăn Chơi cũng như là Vật Vờ Studio đã có cơ hội cho mình đứng ở đây, ngồi ở đây để chia sẻ với các bạn. Và cũng chúc cả hai kênh ngày càng phát triển và lớn mạnh. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi Phố Ăn Chơi trong thời gian qua. Và mình hy vọng là Phố Ăn Chơi sẽ tiếp tục ra những cái video hay hơn, nội dung phong phú hơn và cái số lượng tần suất nó nhiều hơn. Chúc cho những cái thành công của Vật Vờ Studio sắp tới sẽ có mình ở trong đó. Sẵn đây thì mình cũng tiết lộ luôn là editor ở trong Sài Gòn, team Sài Gòn đang hơi thiếu. Nên các bạn, nhất là cho kênh Phố Ăn Chơi, nên là bạn nào đang có nhu cầu muốn edit những cái video giống như video đang coi vậy đó, thì các bạn hãy in, hãy comment phía bên dưới nè. Rồi tính tiếp. Còn lại team editor đâu hết rồi? Bận rồi. Hôm nay một mình anh sẽ cân hết team editor miền Nam để mà trả lời những câu hỏi trong video này.